Nhưng mời có đầu máy chưa mời? Nếu quanh mẹ con lại nó môi cho con gái vậy ta. Đó tiền hình thôi mà coi viết coi hết cẩn luôn con bắt lên rồi tao để đó tao ngủ. Mà hỏi mình ai hôm nay mướn 2.000 con vịt còn 300 con. Sao một năm sau. Vậy là một xúc. Có ruộng sẵn. Tối thui rồi, hình nó chắc ra mặt không thấy, thấy bóng thôi. Con chụp cái hình này con gì con đăng báo coi nè. Bê tài lại gì? Bê tài lại gì? Đại cát. Hả? Mà cái này 14 inch phải không? Quay vô. Đây đó. 14 inch hả? Chị con tưởng đó. Kì đó nghe nói lợi lớn mà. Vì nó mua nhiều. Thấy sao à? Bố mình mà cái mặt mày thấy nhỏ. Ầm đi. Sao quay và làm vậy? Thì nó đang quay á. Quay quay vừa nè. Quay mà không có nghe không gọi cũng vậy thôi hả? Thôi vậy á. Gọi là có đèn, con này không có đèn. Còn cái tớ thui á thì mới bắt đèn lên. Cảm không có bắt tiễn thần đi đi lên tỉnh đi đồng tháp chơi. Bây giờ vậy. Con ở nó con đi nè. Con có làm tiễn tụng vậy đó. Đâu cũng không tiễn tụng. Ông đi đâu? Như ai? Hả? Ông đi đâu? Ví dụ. Ủa, hôm nay tới đó hả? Rồi bốn tay nó đi á, thao năm tay thao đi á. Mà để coi cái nó đi luôn ha, nó tại về mấy ổng tính chở qua bệnh viện thì về nó không có về thôi. Đừng có làm vậy. Trời ơi thôi. Nhậu vô rồi để lắc nào mà ăn cái này để nghĩ làm vậy tiền dữ lắm quá chết nào thì đưa chứ tôi chết rồi nó chối vô à cả mặt đó cả mặt đó cái này đâu có nào không đó rồi đó nghe sao mày sao ly ly nhỏ rồi ghép quá đáng hả đây chơi cũng nhỏ quay quay ảnh đó 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 biết rồi anh tèo đúng rồi uống vô là nó phải nè anh tèo hồi đó có lại nhà anh tèo một lần rồi đó mà con hè đi bộ đội chung với tụi em mà về nhậu lúc này cũng muốn à biết bác sĩ Đoan mà dạ bác sĩ Đoan em muốn làm á làm mát luôn rồi uống mát luôn rồi chứ phải nhậu anh có gặp bác sĩ Đoan hồi nãy mấy bịch đâu mà quay cái mặt ảnh á quay cái quay trên mặt á quay khuôn mặt á đi uống rồi quay lại đây ba chị em ta ngồi nè cái này nó lâu vậy quay này ngồi em bận rồi đi mười ngồi em bận được thêm rồi đang ăn nè thứ tám cầm cái mặn của hai nó cầm cái mặn coi nói tiếng nó hầu vô hầu vô nó lên đi bận này bận ở Hồng Long hả đâu đây à bận này là Hồng Luông bận này chắc ngồi có như đường ha mời mấy bạn gì ăn bạn này đó ăn gì mà lát miếng chị hai miếng nè hai bạn xuống à mời nâng cái về lấy lại miếng đi hết sỉnh chưa duyên quá nè nói dữ vậy là quay nè biết rồi nọ chữ quay hả có một mình dạ dạ được trời ơi cũng ly đi chứ tôi vừa nãy giờ có bộ lâu quá giờ tôi không trú nữa cho nó không phải rồi chín giờ chạy đi em rồi anh đàn em ở gần sát bên này nè anh em ở gần nha nè không có sao chung về giờ tánh à em thì chỉ lo cho anh rồi mấy anh rồi anh em mình về cả xa chứ mà em ở đây không có sao còn chính ra nói còn mấy đứa cháu ở đây nữa phụ cậu à cậu mà có gì là mấy đứa cháu đâu tỏ sáng là tỏ